chào các bạn. Không biết thằng Vinh bữa nay nó tập hợp anh em mình tới đây để quay clip gì nữa đây. Bữa nay tập hợp sớm luôn á. Cái sân này sao thấy trống trải dữ ta. Đúng rồi, anh Vinh mới dời hai cái nhà sàn qua đó kìa. Hẹn gì thấy trống là đúng rồi. Cái nhà sàn bên đây nè các bạn, dời mất tiêu rồi. Còn cái nhà sàn bên đây cũng đâu còn đâu. Anh Vinh kìa. Bữa nay tính đi đâu chơi hả gì mặc đồ đẹp chứ hả? Mặc đồ đẹp chứ gì, chắc chắn là đi du lịch rồi. Ủa, lâu lâu tao mặc đồ đẹp chút xíu quay phim chỗ lịch sử không được không ạ? Mặc đồ đẹp là đi tới chỗ đông người quay phim phải không? Qua Cà Mau quay phim. Đó thấy chưa, em đã nói là đi du lịch mà. Có chắc không la lớn vậy? Sao mà không chắc, chuyến này không phải đi du lịch, em làm con của anh luôn. Ủa tới giờ, mình qua Cà Mau bắt tôm. Ủa anh Vinh, quê mình tôm cũng nhóc trơn, sao anh không bắt mà xuống tới Cà Mau dưới bắt dữ vậy? Có phải rồi, mày thèm tôm thì nói với tao, tao mua về cho vài ký ăn lội bán họng luôn. Đi xuống Cà Mau bắt vài con tôm mày thấy đáng không? Nhà nhỏ em mình đang ở Cà Mau, phía sau hè nhà đó có một cái khu rất là nhiều tôm, cua và cá. Mày muốn bắt tôm không xuống Cà Mau chứ mày đi đâu hả? Anh Vinh ơi, cái gì? Anh có nghe gì không? Ai hát hả? Gì vậy? Trời. Trời ơi, cậu Năm ơi, con đang quay YouTube, con Năm mở nhạc vậy đánh chết kênh con rồi sao hả? Đắt nhạc nhìn cái đây. Trời ơi, kiết rồi, bây giờ cái chỗ quay phim như một cái vũ trường vậy đó. Anh em đi về nhà dọn đồ đem qua đây đi Cà Mau nè. Ồ, đi thiệt hả? Ừ. Rồi đi bằng gì? Đi bằng xe máy. Trời ơi. Rồi đi vô đây để đồ đây đi anh em ơi. Chào mọi người. Không giấu gì chứ tụi mình chuyến đi từ Cao Lãnh, Đồng Tháp cho tới Cà Mau này là mất 7 tiếng đồng hồ. Lúc mà mấy anh em mình bắt đầu khởi hành là lúc 4 giờ chiều và hiện tại là 11 giờ tối rồi nè các bạn. Rồi thì đi xe máy khứa này không chịu mang khẩu trang. Cái mặt của nó bị ăn nắng đỏ chạch luôn nè các bạn. Cái da của mình nó dễ ăn nắng lắm các bạn ơi. Rồi tiếp theo anh em có thể chia sẻ là mình tới khách sạn rồi mình làm gì không nè. Đâu nói thử coi. Ngủ quên anh đây, ngủ thôi. Rồi ngủ. Để đồ lên xuồng. Để đồ lên xuồng nha các bạn. Rồi tôi đứng dưới xuồng sẵn luôn nè anh em ơi. Đây, để đây đi, để đây đi. Rồi, chuyền đồ xuống, từ từ. Bắt tôm, bắt cua biển á, là phải đi xuồng vào trong đó 15 phút nha các bạn. Mấy ông lái thuyền Cà Mau này, ông lái dữ quá các bạn ơi. 5 minutes later. Chào mọi người. Mấy anh em mình đã đặt chân tới mũi đất Cà Mau rồi nha các bạn. Và phát hiện ra một cái sự thật khá là thú vị khi mà nhà của ai cũng có một cái thuyền hoặc là một cái ghe. Và đó cũng là cái phương tiện di chuyển chính cho gia đình của họ luôn. Chứ mấy chiếc xe bự bự như hồi nãy là chiếc xe ô tô của mình á, là chạy vô đường này là không có được. Mình phải gửi xe ở ngoài cái quán bán nước mía đầu đường, sau đó là thuê ghe người ta mới đưa mình vô tới đây đó các bạn. Dạ bác Tài, anh có biết ở đặc sản Cà Mau này là gì không hả? Mấy cua nha mọi người. Chính xác, đó là tôm và cua. Và chúng được nuôi tại những cái vuông ở đây đây. Mà nói ra cũng hơi mắc cỡ khi mà 29 tuổi lần đầu tiên tận mắt trông thấy cái vuông nuôi tôm và nuôi cá nha các bạn. Quên nữa, giới thiệu với các bạn luôn. Anh tài xế của kênh Tony TV. Anh ta có thể lái từ xe xích lô, xe mô tô, xe ô tô và thậm chí là lái luôn cả thuyền đó. Chào mọi người. Anh lái thuyền cái kiểu này chừng nào mới tới cái vuông tôm hả? Anh ngồi xuống đi, giờ anh em lái cho. Mày biết lái không? Đó giờ có thấy mày lái đâu. Lái thuyền là chuyện nhỏ. Anh em đừng có quên, tôi sinh ra và lớn lên ở cái vùng đất sông nước đó. Ôi rồi, sao mày? Vậy nghe ơi. 3 tuổi á, anh đã có thể đi giăng lưới bắt cá cùng với bà ngoại rồi. Trời ơi, anh nhầm gì? 5 tuổi anh đã biết chạy máy, lái thuyền, lái ghe trên biển, trên sông luôn. Đỉnh luôn nha, đỉnh, lái thuyền sao? 7 tuổi, anh lái một cái chiếc cano đỉnh tới nỗi mà cả xóm phải bu lại coi anh đó. Mày lái kiểu gì mà cả xóm bu lại coi mày ghê vậy? Coi coi tao có chết đuối chưa đó mà. Tại vì lái cano nhanh quá đó, cái nó nhổng lên, cái nó lật lại luôn. Xong rồi cả xóm phải bu lại chia nhau làm hai nhóm. Một nhóm là vớt cano, nhóm còn lại là lặn để vớt anh lên để hô hấp nhân tạo. Ai hô hấp nhân tạo cho mày? Cô gái đẹp hả? Khỉ khô là bà già xấu nhất xóm đó. Đừng nói. Bắt cua thì dễ rồi. Bắt tôm nè, em có biết bắt không vậy? Em không biết rồi. Anh em cứ để tôi lo. Mày nữa hả? Sao con gì mày cũng xung phong bắt hết trơn vậy? Trời ơi, mày bắt sao mày giới thấy hiện cây. Ủa, làm gì? Xuống nha. Rồi mày nhảy dưới làm cái gì?
Trời. Mày thôi quậy nữa được không cu tí? Dù anh kêu mày bắt tôm chứ không phải là đuổi tôm, mày hiểu chưa? Trời đất ơi, em đang bắt tôm ở trên nồi. Phải không? Mày bắt cái kiểu gì vậy? Để mình hướng dẫn các bạn cách bắt tôm đơn giản và hiệu quả nhất thế giới nha. Đầu tiên á, là mình phải quậy cho nó được xịn như vậy nè, cho xịn nó kẹo lại. Thì lúc đó con tôm sẽ bị ngợp, nó nổi lên. Mình chỉ cần bắt nó bỏ vô xuồng. Bắt cho đến khi nào mỏi tay thì thôi. Hay. Bắt đi. Sao tao chưa thấy tôm nào chứ vậy? Này gì em Vinh? Sao giống chân trâu đường đen quá à? Hôi húi nữa. Dạ. Trời. Là thức về đó. Hai cái tay mình không có gì nha các bạn. Thật sự luôn con tôm nha. Một, hai. Dính con tôm rồi. Dính con tôm rồi. Đây nè. Học hỏi đi. Mấy trường đi coi. Mày nghe đây nè. Anh chỉ luôn hả cái gì? Cua gì nữa? Hả? Cua vô trong đi, tôm vừa bắt đâu. Em bỏ trong luôn. Đây nè cu tí, em nghe anh chia sẻ nè. Em coi trên YouTube em thấy người ta làm nước đục để bắt tôm, em cũng phải hiểu cái lý do. Đầu tiên phải thỏa mãn được hai cái yếu tố. Một là cái nước nó cạn ngang ngang cái thắt lưng của mình thôi. Hai là phải có cái máy làm đục nước luôn cả một cái vuông. Con tôm nó ngợp, nó không có chỗ thở, nó mới chồi lên để cho mình bắt. Cái vuông của mình nó bự như vậy nè. Một mình em nhảy dưới em làm nước đục chỗ này, con tôm nó chạy tới chỗ nước trong nó thở. Đúng rồi đó. Năm nay mày nhiêu tuổi rồi? Gần 30 tuổi rồi. Trời ơi, ở cái độ tuổi của mày á, là người ta có con, có cháu luôn rồi. Cái tư duy của mày hiện tại á, chẳng khác nào một đứa con nít. Chính xác luôn. Mày dạy con, dạy cháu mày, nó nghe lời không? Hiểu chưa? Xong chưa? Xong rồi. Trời ơi, gỡ ra đi, nó bỏ cái gì? Hay dạ, lại giờ mày chứ, tao gỡ ra đi. Gỡ ra giùm nó đi ông nội. Mưa lâm râm rồi các bạn ơi. Tranh thủ bơi vô kiếm cái bãi nào đó dựng trại cái chui chống cứu mưa cái đã. Rồi anh em dính cái chiếc thuyền tôi biết làm cái rồi. Rồi cam em mày nhảy lên bờ trước đi. Ô tiên cho người cầm cam đi. Rồi, chuyển đò chuyển lèo lên trước. Máy móc điện tử không đó. Rồi chuyển lên, chuyển lên. Nè, giùm cái đi mấy anh ơi. Hai cái điều cua nó kìa. Rồi. Còn cái chai nữa. Em ơi, đó chạy. Chạy rồi. Đói luôn đó mày. Rồi bắt lại coi đi về đi chứ anh đi theo tụi em làm gì? Rồi không có cái xào lấy gì tao vậy? Cái xào này hả? Ừ. Dạ tụi em đưa cái xào này cho anh rồi lấy gì chèo chiếc thuyền bắt cá bắt cua trời. Vậy chứ tao về bằng vậy? Anh biết bơi không ta? Biết. Mà chi vậy mày? Gió ngoài này mạnh lắm các bạn, mình phải sử dụng mấy cây nè để ghim cái lều lại, đem thôi gió thổi ba lều luôn à. Rồi, xong rồi đó anh em ơi. Bây giờ mình chia nhau ra đi kiếm đồ ăn đi. Ai bắt tôm đâu? Tao bắt tôm. Rồi vậy tao với cô Tí. Rồi vậy Quang với cô Tí đi bắt tôm đi. Ê bắt tôm nhớ lấy bọc thức ăn này nè. Nhử con tôm lên mặt nước quăng chạy nghe mày. Còn hai anh em mình là đi móc hang cua. Ok đây, lấy cái số đi, em cầm cái số đi. Đây là cái cây móc hang cua nha các bạn. Đây nè. Đây. Rồi đi hướng nào? Chia nhau ra đi. Đi hướng này đi các bạn ơi. Đây nè, qua đây nè. Rồi vô đây trời nè cô Tí ơi. Rồi ok. Nãy giờ hai anh em mình chạy tôm các bạn, không có dính con nào hết trơn á. Mà nhìn thấy con cua nè. Nói ra thì sợ các bạn không tin chứ. Này là dính thiệt. Mà nói chốt là con chó luôn các bạn. Đúng không mày? Sao? Thì bạn nào không tin á cứ để lại comment. Rồi mấy bạn cho Cà Mau vô trả lời cho mấy bạn biết nha. Mình nghĩ dính cua ở đây có nghĩa là hên thôi. Mấy con cua nó bò dưới đấy xong rồi tình cờ mình quăng ngang cái dính chứ không phải lúc nào cũng dính cua nha các bạn. Ừ đúng rồi đó. Bây giờ gì nè em. Sao? Em quăng cái thức ăn xuống sông đi. Chờ cho 5 giây mấy con tôm nó bu lại nó ăn rồi anh quăng chài dễ dính hơn. Rồi ok. Nè anh em mình có đem theo bịch thức ăn tôm nè các bạn ơi. Đó. Rồi quăng xuống đây. Chỗ nào? Chỗ này nha. Rồi tránh cái cây ra bên này. Rồi chỗ này đây ha. Ừ. Rồi. Đó. Rồi chỗ đó nha. Ok. Rồi anh quăng đi. Đây. Ôi, cái chài nó tròn kìa. Rồi, kéo lên đi. Kéo lên. Kéo lên nó có dính gì không? Từ từ. Ê, hay dính con gì kìa? À, dính con cá ơi. Dính cá. Kéo lên.
dính cá rồi. Yeah. Thấy chưa? Đó, dính cá gì? Không dính cua rồi, ít ra cũng dính cá mà cả. Thôi gỡ cái gì vậy? Gỡ ra coi. Giống cá rô phi vậy? Giống cá rô phi á. Ủa, mà nước mặn sao có cá rô phi được? Ừ. Nè. Trời ơi. Bỏ vô, bỏ vô. Một con. Rồi em gãi nha. Gãi đi. Đó, chỗ đó nha. Rồi. Ok. Thôi, chạy đi mấy ơi. Con ngớp không? Hả? Con tôm nó có ngớp không? Không thấy gì trơn á. Chắc là nằm ở dưới á. Ừ. Thường thường mấy con tôm á mình gãi thức ăn xuống á là đợi thức ăn chìm nó mới ăn nha các bạn. Ừ. Rồi thôi. Rồi, chạy đi. Xuống mé luôn nha. Ừ, sát mé để chạy dính trên bờ. Trời. Ôi. Chồng quay luôn kìa. Trời, biết đâu nó dính là sao? Anh xui. Rồi kéo lên đi. Kéo lên từ từ để cho chị nó chìm xuống cái đã. Ờ, cô nhúng nhích không? Nhúng nhích không? Thấy gió nhúc nhích đó chứ không? Rồi từ từ. Kêu lên. Hãy lên tim kìa. Lên. Có dính không? Rồi. Rồi, chúc quốc. Con nào hết trơn. Rồi, nãy ra anh em mình chạy không dính con tôm nào hết trơn á. Kiểu này cái clip mình ai đâu mà coi. Thì giờ anh Quang không có, từ từ có chứ biết làm sao giờ mày. Ê, giờ em có ý này nè. Đảm bảo anh view cao liền. Cái gì? À, giờ anh đẹp trai phải không? Rồi anh giả gái đi. Anh nhảy xuống vùng tôm phải không? Cái đầu anh chu đít lên vậy nè. Anh mặc áo chỗ cổ gọng gọng nha. Rồi anh khòm sát xuống cho hở phần này ra nè. Đảm bảo với anh là view cao liền. Mà có cái cách gì kỳ vậy? Sao kỳ? Bây giờ mấy cái kênh đó đừng chịu sub chưa? Rồi chưa. Giờ view có cao không? Không, mấy kênh đó khoảng chừng vài trăm ca sub à. Dưới mới đầu view cao thiệt. Nhưng mà thời gian cái đầu view ít xẹo à. Thì đó, mấy người đó là làm câu view câu like. Còn giờ anh em mình làm clip văn minh đi. Thì giờ những khán giả văn minh họ vô họ coi. Rồi họ coi mình lâu dài luôn. Đó, từ từ. Bây giờ đi chạy chỗ khác đi. Đây, để em đi gãy thức ăn cho. Gãy thức ăn đi. Chỗ nào bây giờ, qua đây đi nha. Trong đó đi. Rồi, gãy thức ăn nè. Đó. Ồ. Rồi xong rồi đó. Qua chạy đi. Để anh chạy. Gán chạy anh Quang ơi, để chiều nay hai anh em mình chết đói bây giờ. Hồi nãy thằng Vinh với lại thằng Phong nó đi móc hàng cua. Không biết giờ dính con nào không nữa. Mình cứ gán chạy đi. Có không có gì có cua nữa em. Đúng rồi. 1, 2, 3. Rồi. Ôi, anh Quang chạy có kinh nghiệm nha. Cái nào cái nấy chọn do kìa. Rồi kéo lên. Từ từ nha. Có thấy gì vậy vậy kìa? Cái gì vậy vậy? Ủa? Phải không? Em thấy gì vậy vậy á, kéo lên đi. Ôi. Em đang hồi hộp nha. Như có, cô tí ơi. Các bạn cũng hồi hộp đó. Phải không? Rồi, chút quớt rồi. Thôi, anh cầm đi để em chạy cho. Rồi, vì cô tí chạy đi anh cầm. Ừ, nè. Ủa? Dạ. Có con tôm nè cô tí ơi. Trời ơi, con tôm nó bự dữ hả? Có con tôm rồi. Hên, thấy chưa? Hên. Chạy đi, trước sau gì cũng dính nè. Rồi. Đây, từ từ để anh gỡ ra. Ừ. Đó, mấy con tôm nó nằm sâu ở trong cái lưới nè các bạn ơi. Khó gỡ quá. Nè, nó đen thui cục nè. Giờ nó mắc tuốt trong rồi, khó gỡ quá nè. Đây. Đó, nó dính bùn đen thui nè các bạn ơi. Con tôm gì đâu mà đen thui vậy? Để chạy chỗ khác đi. Ừ. Bỏ vô cái thùng đi. Đây đây, đưa em cầm cho Hùng bỏ đẳng này. Đã. Đây có con nữa nè, cô tí ơi. Dạ. Đâu? Tôm mà lách kìa. Trời ơi, tôm chút xíu à. Trời, bỏ vô đi. Bỏ vô. Đầy dấu chân cua hết trơn nè các bạn. Thằng cao phải móc. Nhưng mà nó nhỏ xíu à, không có rồi. Không có rồi, thôi đi chỗ khác đi. Đi. Cái hàng cua về cái độ sâu hồi nãy mình có hỏi tham khảo là khoảng 1 mét nha các bạn. Còn riêng về cua yên nhất, tức là cua thịt loại 1 và cua gạch, thì cái hàng của nó sẽ sâu hơn. Có khi là 1m2 cho tới 2m luôn. Đúng rồi đó. Rồi đi kiếm bên đây đi. Em bên, bên đây luôn nè, bên đây trước luôn nè. Kiếm bên này. Lỗ nhóc hết trơn các bạn. Ê, anh Vinh ơi! Không phải, cái này anh cái gì? Đây, cái này phải cái hang cua không?
Nói đó chứ gì. Phải không? Đâu. Nè nè nhìn coi. Ê có dấu chân kìa mày. Ê phải có không? Có dấu chân kìa. Đây. Thử cái là biết liền à. Nguy hiểm nha. Sao không? Ê em đụng đó gì nè anh Vinh ơi. Nghe cốp cốp nè. Bây giờ anh có cách như thế này nè Phong. Em dùng cái ngón tay á, em kéo cái rãnh này xuống như này nè, cho nước ở trong này nó tràn ra hết đi. Rồi. Để mình thấy đường, còn okay, mình bắt con cua ra sao. Anh chắc ăn luôn, nãy giờ tao nung nó vô tới địa phủ luôn mà. Cho nước nó ra hết cái hang. Đúng rồi. Gá lên đi em ơi. Mày gì miếng ăn rồi, gá lên. Gá lên thôi. Trời. Mày kéo làm sao lọn cua ra xuống dưới chừng luôn. Sâu dữ vậy. Vậy nó cua nó chui trống không phải rồi. Chứ cái hang cạn. Kìa. Ai tao thấy nó rồi. Thấy chưa? Lấy cái đâu không cả đây. Thấy nó kìa các bạn ơi. Thôi để thọt cái cam vô chỗ luôn. Thọt cam chỗ thấy được không? Được không? Khoan. Cái hang này nhỏ quá, thọt cam vô chắc không thấy không tới. Không tới rồi. Thôi đi. Rồi móc nó ra đây. Nhém luôn. Móc nó ra đây. Kéo ra. Trời ơi. Có tiếp 20 phút chắc mày bắt cua nữa 20 phút. Cái gì đó? Liều luôn. Trong cái xô đi. Sau 15 phút. Rồi con cua đầu tiên các bạn ơi. Trời ơi lú lên trời. Thôi Phong ơi. Xong. Ở trên này nè, đi không có thấy cái hàng. Bây giờ mình xuống dưới này mình lội bộ mình đi kiếm luôn nè. Ở dưới đây lội có khi nào đạp nó luôn không? Có, hồi đó anh Quang mày đạp đó. Mà bắt hiểm được. Lội dưới đây hiểm nha. Rồi chịu khó rồi các bạn. Đi dưới này kiếm luôn. Đi qua bọn bên đây nè. Cua là nó cái hang nó ngang nè bạn, cái độ sâu nó cũng cả mét á, chứ không phải là nó cạn luôn nha. Trời, coi cái ghìa nè, cái ghìa này đây nè, nhìn kỹ vô cầm mé đây. Ê không? Đây đâu? Không có dấu chân, ai ở bên đây nè. Ở đâu? Đây nè, thấy cái dấu chân. Thấy chưa? Nước mới xuống luôn nha các bạn. Nước mới xuống luôn, mới ló ra cái hang rồi nè. Trời, ai bắt? Em hay anh? Mày đi chứ, anh không dám. Trời vậy. Đây, vẫn như cái cách hồi nãy nha. Đưa đây, anh móc ra cho. Móc nước ra chứ. Cầm đây, khỏi, nó móc nước gì. Móc không? Cho chạy nước ra hết đi. Móc ra trước. Cái nước chảy. Kìa, nó lội ra rồi kìa. Nó lội ra kìa. Có. Gỡ đi. Cái cây đó. Để móc ra cho. Đây. Rồi vô. Quay gần nè, mày quay đâu miệt mà kia ai đâu thấy. Quay kia đó người ta nói tao thả cua vô đó. Hả? Nào con cua này nó bự không ai phải. Ngon rồi. Mày bắt đi mau mau. Đây. Xích ra xíu đi. Từ từ đến đè nó xuống. Từ từ xích ra đi. Từ từ đi. Nè. Đây. Rồi. Rồi buông đi. Rồi buông ra nè. Rồi quay đi. Rồi. Đó. Cầm lên. Này hả con. Cẩn thận. Ai con. Rồi cầm bỏ lên trên cái xô luôn. Cảm xô xuống mẹ các bạn luôn, hai con nha các bạn. Hai con. Chào ba. Chiều nay anh okay. Nhận con. Đi lên. Bốn thằng lãng gắn bắt thêm hai con nữa. Ok. Đây. Em. Mày hả bưởi. Đi. Thôi đi, lên bờ đi. Lên bờ đi, con. Ê, hang cua kìa. Thọc vô luôn. Trời ơi, chẳng hiểu mà, không phải. Trời ơi, thôi. Mày. Lên đi, lên bờ đi. Trời. Anh Quang. Ghé đó đi. Ok. Đây, có đàn dê nó đang đi trên bờ nha các bạn. Đẹp không? Đẹp.
Rồi bây giờ hai anh em mình sẽ đi ra giữa cái vuông để chài nha các bạn. Ở trong bờ là không có rồi đó. Quá đẹp. Quá đẹp. Rồi lo lên đi. Nhìn ơi. Nào. Ê dính dính, gọi gọi chạy rồi. Rồi. Trời ơi. Dính mà chạy ra rồi. Trong này còn không? Rồi đem lên thử coi thử rồi. Ê có dầu lú ra nè. Ê có dính kìa. Dính kìa, dính kìa. Dính kìa. Ê dính dính dính. Dính. Rồi, mở ra, mở ra. Này nào vậy? Đó. Rồi vô nấu cua ăn đi, đói quá. Cái áo các bạn cho nó bớt bớt ướt lại, mặc vô lạnh quá. Rồi em đổ nước xong rồi nè. Xách cái thùng cua ra đi cô Tí. Dạ đi rồi, anh gấp cho. Đó mình cái thùng cua ngày hôm nay mấy anh em mình bắt được nè các bạn. Trời ơi, con này bự dữ vậy. Hung nè trời. Cái càng bự chà bá luôn. Trời ơi, mà hung hả mày? Hung tôm nữa nè. Có tôm nha các bạn. Rồi cái con này đây vô bự chà bá luôn nè. Bỏ vô. Bỏ vô để nó nha. Con chưa? 1 2 3. Rồi ok ok. Leo ra ngoài kìa. Rồi. Xong. Xong rồi, xong rồi. Em coi em bắt mấy con cá thả đi. Rồi. Chuẩn bị muối sẵn luôn, chút xíu nữa cua chín là lột gan liền. Đó. Có cái gỗ rồi nè anh Quang ơi. Lót gỗ xuống đây. Trải khăn giấy lên rồi hãy gấp mấy con cua ra. Cô Tế lấy cái đồ đập cua với cái tấm thớt đi. Ba con bốn thằng đi. Lột kiểu này chắc lụng hết mấy cái càng rồi chứ gì. Lụng hết trơn rồi, đâu còn đâu. Rồi lấy ra con cua hay cái càng vậy đây. Ê đưa cái càng đó để tấm thớt đập ra coi. Đây nè. Rồi. Ôi thịt cá. Ngon kìa, cho thằng Quang ăn trước đi cô Tế. Trời ơi. Nó cảm nhận rồi mày. Sao? Ngon quá. Ngon hay rồi. Chấm, chấm muối. Hai đứa bay đi bắt hang cua kiểu gì đâu mà nguyên một buổi chiều dính có 7 con à, tính con của tao luôn là 8 rồi, không đủ mình ăn nữa lấy gì đem về. Mày hay nữa. Em thấy như vậy cũng hay lắm rồi, dù gì cũng đỡ hơn hai anh em mình bắt cả một buổi chiều được mấy con tôm à. Nè, nhưng mà con tôm của hai anh em mày cũng khá là bự đó nha. Cái đó thì con tôm rồi đó, còn cái con này là cái con gì đây hả? Con tôm luôn á. Cái này con tôm mày đó hả? Tép. Con tép đó đại ca. Ăn đi có là được rồi. Rồi Phong đập cho anh cái càng của Phong. Hay đậu ăn cua. Được cái đồ đập đây. Nè. Để anh trên tấm thớt. Rồi đập đập đập, đập ra, đập ra. Đó, giòn quá. Rồi, đập luôn cho nó. À tao ăn cái càng này nè. Tao ăn càng này nè. Dành cái bự cái dành. Càng này cho cô Tế đây nè cô Tế. À, rồi. Đưa càng bự cho anh Vinh. Nè nè cầm cầm cái kia đi. À, à, ngon nè trời. Muối nè, muối nè. Đây 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 chấm vô miếng. Đây. Trời ơi. Rồi rồi. Sao ngon không? Trời ơi, cái con cua biển chính tay mình bắt ăn đã quá đi. Ăn lẹ đi mày, tao còn luộc cái lần hai tao ăn nữa. Trời ơi, đang ăn nè. Trời ơi, ngon rồi ông nội ơi. Đây cô Tí, cô Tí. Ừ, rồi, cảm ơn nha. Trời ơi con cua nó ngon. Ngon quá. À mà quên nữa, bạn nào chưa bấm đăng ký kênh thì nhấn vào đăng ký, nhấn like, nhấn chuông để ủng hộ kênh Tony TV sớm đạt được 9 siêu sớm nha. Quay clip này chưa xong là các bạn yêu cầu quay clip mới rồi. Coi cười cho đã mà quên bấm đăng ký quá trời. Ăn đi cô Tí. Ăn không? Có cần chấm không? Đây. Ăn lẹ. Ây da. Ngon chưa? Thịt không đó. Sao? Ngon quá ngon à. Rồi video này tới đây kết thúc thôi nha các bạn.
ăn lẹ lẹ đi, dọn dẹp này kia cái nọ vô chổng ngủ. Rồi, sáng mai về Đồng Tháp. Rồi, từ đây mình về Đồng Tháp là 6-7 tiếng đồng hồ đó các bạn. Rồi dọn liều luôn, tôi dọn liều trước luôn. Rồi, đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông để ủng hộ team mình nha các bạn. Giờ thì chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Hẹn gặp mọi người video sau. Bye bye. Ngon lắm. Ủa mày không nhắc tao quên luôn rồi đó. Con người đã hưng tập thành một thói quen ác độc, giết hại các loài động vật mà không chút lòng thương xót, nhất là thói quen ăn thịt động vật. Mày đang coi clip gì vậy? Ơi, mới lúc TikTok coi clip này hay lắm anh Vinh. Mày tắt điện thoại đi. Như trời, như biển. Làm ăn hào mất ngon luôn. Mất ngon như vậy vậy. Ăn tiếp đi anh. Khắp nơi trên hành tinh này không có nơi nào, không có ngày nào mà con người không giết hại chúng sinh để ăn thịt. Máu của chúng sinh. Thôi ăn tiếp đi mấy đứa ơi. Trời ơi là làm ăn hết ngon thiệt. Nước làm nhau ơi. Ủa hết đồ ăn luôn hả? Dạ. Có bánh kem nữa. Bánh kem rồi. Phú quả.